Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là hai cái mẫu thùng xúc 15 inch, tức là xúc 40. Và đêm tối ngày hôm qua thì em có trao đổi với một số bác khách, thì trong đó có một bác khách đặc biệt, bác ý kiến như này này. Bác bảo là anh không biết chú làm thùng có theo là thiết kế của ông này ông nọ ông kia gì không, mà thùng chỗ nào cái thì anh nghe ưng, nghe qua điện thoại nghe ưng, cái thì anh nghe nó như đấm vào tai. Em chịu thua các bác nói đúng ý em. Thì trên đây là hai cái mẫu thùng loa chuyên dùng cho cái dòng gọi là subwoofer. Một dòng là sub hầm khoang cộng hưởng, hai là sub pan bass sub mặt, tức là sử dụng một khoang cộng hưởng của một khoang là để trang trí. Một cái khoang cộng hưởng và một khoang trang trí thì nó như thế này này. Cái khoang cộng hưởng này, khi các bác sử dụng một khoang gọi là khoang siêu trầm thì các cái tần số nó được cộng từ 80Hz đổ về. Còn cái khoang trung trầm này thì nó cộng từ 80Hz trở lên. Đấy. Nếu như các bác có một cái bát như đây kìa. Đấy, một hai cái kia kìa. Các bác vào thả trong thùng này. Nếu như các bác không đậy nắp vào ấy, các bác đo lên thì nó sẽ là khoảng từ nhá 45Hz. Đến ví dụ các bác HPF 100Hz thì nó sẽ đạt được 110-115Hz, sau đó xuống dốc. Đấy. Còn các bác nắp cái khoang này vào thì là các bác HPF 100Hz thì đo lên đậy kín khoang vào nhá, là nó chỉ được có khoảng tầm 80-100Hz thôi. Tức là nó tự động nó cắt đi. Còn riêng vào cái thùng này thì nó sẽ là các bác HPF thì 100Hz thì nó sẽ cộng đến 110-115 bắt đầu nó xuống dốc, tùy vào từng củ bát và tùy vào khối lượng thùng. Với cái thứ hai nữa em muốn nói cho các bác này để các bác hình dung hiểu hơn này. Cái thùng ấy mà hai khoang cộng hưởng thì nó là thuộc dạng loa trầm chính nha, trầm chính. Còn nếu như cái thùng mà nó sử dụng một khoang cộng hưởng, một khoang hở, ví dụ như quả này hoặc như là quả xúc kép cái kìa, thì là nó có hai nhiệm vụ, một là trầm chính, hai là loa trầm hệ phụ. Tức là có thể các bác bơm cái tiếng trung trầm tầm cao vào từ 120 đến 150Hz vào đây, mà nó có hở cái màng bát này ra thì nó sẽ búp lên được, nó vẫn lên được. Còn như cái này thì là nó sẽ tự động triệt và cắt theo cái gọi là cái khoang cộng hưởng của cái màng bát. Như cái khoang cộng hưởng con này rất là lớn nhá, khoang cộng hưởng con này rất là lớn. Đấy. Khoang này theo như em ước tính nó khoảng tầm 60 lít, còn trong này là 100 lít này, khoang trong là 100 lít này, khoang ngoài khoảng tầm 40-60 lít, khoảng tầm đó. Còn tùy vào cái khối lượng màng loa các bác để ngửa hay để úp thì nó sẽ cộng hưởng hơn nữa. Đấy. Còn như cái thùng này thì nó có một kiểu thôi, nó sử dụng cái mặt sau của nó bát. Thì thùng này nó có khối lượng bên trong thùng là vào gần 130 lít, gần 130 lít, nó hơn có 30 lít thô nó. Này các bác nhìn này, hơn có 30 lít thô mà nhìn trông nó khác nhau nhiều không. Nhưng con này thì nó sẽ sử dụng với một số cái dòng bát ultra long frequency, tức là tần số siêu trầm tầm thấp, thì vào cái thùng này nó sẽ nhỉnh hơn là vào cái thùng này. Bởi vì khoang cộng hưởng bên trong thùng, khoang càng lớn thì nó ra được cái nhịp tần số càng êm và sâu, nhưng yêu cầu củ loa của các bác phải đáp ứng được. Nếu như củ loa không đáp ứng được, các bác thùng có to bằng giờ ấy, nó cũng không hơn được. Nó không hơn được, nói luôn là không hơn được. Và trong một vài clip lần sau nữa em sẽ cho ra một số dòng loa súp theo kiểu là home rider, home rod, tức là súp có định hướng, một khoang kín và một khoang hở, để cho cái tiếng súp nó đánh nó có hướng, có định hướng rõ ràng. Như súp, hai cái loại súp này đây, em đẩy ở đây là súp không có định hướng, tức là đánh 360 độ. Nhưng mà nếu như kê với nhau ấy, thì ví dụ hai con này hay bốn con này xếp cùng hướng mặt với nhau ấy, thì nó vẫn chỉ là súp 30, súp 360 độ. Còn như cái này này, các bác xếp hai cục hoặc bốn cục với nhau thì nó sẽ có định hướng, sẽ có định hướng nhé. Không phải là 180 độ đâu, là mà nó vào là 240 độ. Tức là đằng sau loa, đằng sau súp ấy, mà các bác xếp bốn quả chồng lên nhau hoặc bốn quả hàng ngang hàng mặt như nào đấy, thì là đằng sau ấy nó sẽ giảm đi một tí thôi. Còn như thế này thì là nó không có định hướng rõ ràng. Còn nếu như cái đã gọi là súp hầm thì gần như là con nào cũng có định hướng rõ ràng. Nếu như nhân số lượng lên thì nó sẽ là có định hướng rõ ràng. Chỉ từ 4 chiếc trở lên thì nó gọi là có định hướng rõ ràng. Còn súp mà một chiếc các bác chỉ đâu đánh đấy thì đó là súp có định hướng. Cái số ví thì nó rất là đắt tiền, cực kỳ đắt tiền luôn. Ví dụ như các dòng Kenwin Vega, TV đấy, và một số dòng súp của Trung Quốc, họ nhái của châu Âu, châu Mỹ thì có. Và ngày xưa em có vài
mà một số thời điểm em in ra giấy xong là giới thiệu các bác ấy, là súp hầm nó là như thế. Thì trên đây là cái cấu tạo bên trong thùng của cái mẫu súp này các bác nhé. Cái này thì em không đặt tên đâu. Còn đây là thùng này là form của Nexo nhưng mà gắn tên của Martin. Con này thì gỗ MD. Gỗ MD. Trong này thì là gỗ răm này. Đấy, ngoài này là gỗ MD. Cái thùng này thì rất là sợ nước. Đấy, hai cái mẫu thùng này đều rất là sợ nước. Cái này thì một vật liệu gỗ nhá. Gỗ xanh loại trung bình. Còn đây là gỗ MD gỗ tiêu chuẩn. Đấy, thì trên đây là hai cái mẫu thùng em muốn giải thích cho các bác rõ ràng. Còn đó ở đâu cái tần số thì các bác cứ chờ đấy, cứ chờ đấy. Em sẽ làm thí nghiệm cho các bác xem. Cùng một loại bát lắp vào hai cái thùng. Lắp vào hai cái thùng đo cùng khoảng cách, cùng mức công suất đầu ra để các bác cùng xem là con nào đánh hơn nhá, con nào đánh hơn. Đo tại khoảng cách là 1m, 3m và thế thôi, 1 và 3m. Thì thường thường súp là chúng ta sẽ để mặt đất đúng không ạ? Súp sẽ để mặt đất. Chứ còn các bác bảo là súp nhét vào trong tủ đóng cửa vào. Ui trời, thôi em thua rồi em. Em các bác thua, các bác siêu quá. Các bác nghĩ ra những cái chiều thế thì em thua. Về nguyên lý hoạt động của các dòng loa subwoofer, loa siêu trầm ấy, nếu như các bác đo ngoài trời, đặt nằm mặt đất thì nó sẽ được cộng hưởng 3 decibel. Thường thường là cộng hưởng 3 decibel. Với các khoảng tần số cộng hưởng với nhịp của thùng, nhịp bát. Đấy. Nhịp của thùng, nhịp bát. Nói thì nó hơi khó hiểu nhưng mà các bác nếu như đã có chuyên môn mà các bác đã đi làm những cái chương trình lớn mà thấy một số dòng loa súp mà họ treo sau lưng hoặc ngang bằng với na ray thì đó là súp nhưng chỉ làm nhiệm vụ mid non, tức là tần số trung trầm từ khoảng 80Hz đến 250Hz. Đấy, đó là như vậy. Nhưng mà súp đó mà lại chơi súp hầm mà treo lên như thế là toang nhá, nó chỉ có cộng hưởng từ 120Hz đổ về thôi. Đấy, một số dòng súp hầm như hiện tại em đang gặp trên thị trường ấy thì nó là 120Hz đổ về, thường thường là thế. Nó sẽ tự động NPF tầm cao và HPF tầm thấp là 120Hz đổ về. Còn nếu như một số dòng súp mà nó xuống được dưới 30Hz thì có tiền em mua. Em mua về em nghịch, em nghe chứ em không quan trọng đâu. Thì đây là cái thùng này các bác nhé. Đấy. Thùng này là nó sử dụng cái khoang cộng hưởng bên trong thùng là một nửa. Một nửa khoang thùng này nó sẽ được chia ra một khoang này gọi là khoang tích âm này, khoang tích lũy âm thanh này, tích lũy sóng cộng hưởng này. Và khoang kia là khoang gió, nó sẽ chạy vòng ngược ra. Còn con này thì nó chỉ có mỗi cái khoang chéo này thôi, gọi là khoang hướng gió thôi. Đấy. Thì thùng này đều dựa trên thiết kế của NS500. Đấy, dựa trên thiết kế của NS500 nhưng mà không hiểu nào đâu, NS là 800 hay gì ấy. Nó chắc thế, NS800 hay 600 hay gì đấy. Miễn đại loại là thiết kế theo form của Nexo nhưng mà anh em Việt Nam vui tính là đóng theo kiểu này là úp được, ngửa được. Đấy. Như bên em làm thì cái này là nó gọi là súp hai kiểu. Úp hoặc ngửa. Còn như thường thường thì nó sẽ ở cái khoang cộng hưởng này nó chỉ có khoảng cách ngắn thôi, 8 đến 15 cm thôi. Đấy. Còn khoang này nó rất là to này, coi như là khoang cộng hưởng phụ. Thì các bác có thể là úp cái màng loa xuống. Đấy. Tùy úp hoặc ngửa, tùy. Nhưng mà cái quan trọng là khi thông số đầu ra các bác đo tại khoảng cách 1m, nó đánh được 3m, nó đánh vẫn có lực. Nhưng đến 8 đến 15m mà nó mất lực thì thiết kế này hỏng. Súp hầm cực kỳ dễ làm nhưng cũng cực kỳ khó làm. Súp mặt rất là dễ làm nhưng một số dòng mà các bác thiết kế sai nó thành ra là không có cộng hưởng, càng đi xa càng mất tiếng. Nhưng có một số dòng súp mà thực tế nó đã thành công như của châu Âu, châu Mỹ họ đã làm ấy. Ví dụ như Nexo chẳng hạn, thiết kế kiểu như này nhưng mà đánh rất là lực. Ở 1m thì các bác nghe bình thường nhưng đi xa tầm 30 đến 40m các bác nghe tiếng súp nó vẫn có trường âm và rất là lực. Đó, nó kiểu như thế. Còn đánh ở tầm gần thì rất là bình thường thôi. Thì trên đây nhá, này em kể qua các bác về hai cái mẫu thùng loa súp, nó nhiệm vụ nào, các bác cùng xem. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.